Vâng, xin chào toàn thể các bác đến với salon ô tô số 1 Kinh Môn và em là Dương Hải Dương. Trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì trước màn hình của các bác đây là mẫu xe Toyota Innova, một cái mẫu xe phiên bản G và được năm sản xuất là 2006. Đây là một cái mẫu xe tư nhân, không có kinh doanh dịch vụ taxi gì cả các bác nhé. Thì với những cái mẫu xe hiện tại có mặt tại salon của bên em đều bao cho các bác là vấn đề là xe không đâm va và ngập nước. Đấy, bác nào lần đầu xem clip của bên em thì có thể nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh giúp em ạ, nút chuông bên phải màu đỏ nhé. Thì những cái mẫu xe nào bên em đăng ấy thì các bác sẽ cập nhật được thường xuyên. Và sau đây em sẽ quay cho các bác về tổng thành chi tiết về cái mẫu xe Toyota bản G năm 2006, một cái mẫu xe màu đen rất đẹp, biển 34 của em nhé các bác nhé. Vâng, thì trước màn hình của các bác là mẫu xe Toyota Innova, một cái mẫu xe bản G màu đen rất đẹp, xe của tư nhân, không kinh doanh dịch vụ taxi gì các bác nhé. Năm sản xuất là 2006 với phiên bản số sàn và động cơ máy xăng là 2.0. Những cái mẫu xe hiện tại có mặt tại salon của bên em là rất là nhiều, với phân khúc tầm tiền từ 100 triệu cho đến vài 300 triệu đồng. Bác nào quan tâm đến dòng ô tô cũ thì có thể đến trực tiếp tại cửa hàng hoặc tại salon của bên em đây ạ. Salon ô tô số 1 Kinh Môn. Đấy, có địa chỉ tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Đấy. Về cái mẫu xe Toyota Innova này với phiên bản G, xe gia đình rất là đẹp. Đây ạ, em quay tổng thành chi tiết về cái mẫu xe này cho các bác tham khảo. Bác nào có quan tâm đến cái dòng xe này thì có thể nhắn tin riêng, em sẽ gửi hình ảnh cũng như video chi tiết mà các bác cần quan tâm đến những chi tiết của xe. Mẫu xe này thì về cửa hàng bên em thì cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, về từ thân vỏ bên em đã sơn tỉa đánh bóng, vì vậy là cái việc vật sơn xi là các bác hoàn toàn là không phải làm gì nhé. Hai pha đèn thì bên em đã đầu tư về cái vấn đề là ốp cái mạc chrome này vào cho nó rất là đẹp đấy, và pha đèn hoàn toàn là sáng bóng luôn, không có vết ố gì cả các bác nhé. Đây là hai pha đèn nguyên bản này, các bác nhìn đây ạ, hai pha đèn sáng bóng luôn đấy, được lắp thêm hai cái ốp chrome này vào thì cái pha đèn nó đẹp hơn rất là nhiều. Các bác nhìn tổng thành về cái pha đèn đây ạ, đấy, tổng thành về pha đèn, và cũng được đầu tư một cái bộ lên xuống bậc lên xuống để chân này. Bộ này là bộ bi và cái bộ này là giá cũng cao hơn cái bộ bậc để chân lên xuống thường rất là nhiều, vì nó cứng cáp hơn rất là nhiều các bác nhé. Bộ này nó chống trơn trượt và nó cứng cáp hơn, tôn vỏ nó dày hơn đấy. Cũng như là chi tiết bốn quả lốp thì tương đối mới các bác nhé, bốn quả lốp thì tương đối mới tổng thành đây ạ. Với cái màu đen này thì nếu ai hợp mệnh màu đen là rất là mua mẫu xe này rất là hợp lý, bởi vì cái mẫu xe màu đen thông thường là người ta không để kinh doanh dịch vụ và đều là những mẫu xe là người ta về đi gia đình thôi đấy. Các bác mua là mẫu xe này về đi khá là hợp lý luôn, thì cũng đã được nắp màn hình và cam lùi đầy đủ hết ở cái mẫu xe này rồi đấy. Các bác mua về là hoàn toàn là không phải đầu tư thêm, không phải sửa chữa thêm đấy. Đấy, những cái đầu tư của bên em đã đầu tư là những cái nẹp ốp này này đấy các bác, những cái bộ này thì nó chỉ mấy trăm ngàn một bộ thôi, nhưng mà khi ốp vào nó đẹp hơn, con xe nó nổi hơn. Đây, từ những cái chi tiết này các bác nhìn đây ạ, những cái chi tiết này bên em cũng đã đầu tư ốp vào rất là đẹp. Đây, tất cả cái chi tiết viền này đã ốp vào rất là đẹp rồi nhé các bác nhé. Đấy, các bác nhìn đây ạ, tổng thành về kể cả cái phần cốp sau của xe này. Đấy, với cái dòng xe 7 chỗ ngồi này, nếu mà các bác đi 5 người thì các bác có thể treo cái hàng ghế này lên. Đấy, treo cái hàng ghế này lên thì nó sẽ gọn hơn, và cái cốp này các bác dùng thể để đồ được. Và đối với cái bản G thì nó được trang bị hai dàn điều hòa. Đấy, hai dàn điều hòa sau này các bác nhìn ạ. Đấy, cái mẫu xe này thì chủ xe cũng đã đổ cái trần này thì chủ xe cũng đã bọc ni lông rồi, giúp cho cái trần nó tránh bị mốc, tránh bị bẩn hơn. Đấy, nó sẽ sạch hơn. Đấy, do chủ xe người ta chạy cẩn thận thì các bác mua về thì cũng là hoàn toàn yên tâm. Đây ạ, về phần nhựa của sau các bác nhìn đây ạ, về phần nhựa của xe. Đấy, nhựa của xe cũng như đây là cái cốp sau cũng như cái phần kích của xe vẫn là nguyên bản, vẫn còn nha các bác nhé. Đây này. Đây ạ. Đấy. Kích cốp và đồ đạc đồ nghề vẫn còn đầy đủ hết này. Đấy, nếu các bác đi trên đường nếu mà trường hợp mà lốp nắp thủng thì có cốp có kích đây. Các bác nhìn những cái phần nhựa của nó khá là đẹp. Đối với những cái dòng xe gia đình người ta không chạy dịch vụ này, khi các bác chạy dịch vụ thì những cái phần này người ta để đồ đạc, ví dụ khách hứa người ta chạy về quê đi xa là người ta thường có đồ để những cái cốp sau nó sẽ bị xước. Cái điều đấy thì nó cũng làm cái mẫu xe nó xấu đi rất là nhiều. Xước như cái này thì các bác nhìn thấy là nó hoàn toàn nó nguyên bản, không có xước sát một chút nào. Đấy, rất là sạch, các bác nhìn em quay như này là các bác biết ạ, rất là sạch sẽ, không có xước sát gì. Và với cái bản này thì đây là cái phần lốp sơ cua của xe nhé, cái lốp sơ cua thường là bản G người ta treo ở đây. Đấy, bản G lốp sơ cua treo ở đây này. Đấy. Trong Innova thì nó cũng có được trang bị cảm biến, hai cảm biến sau này, các bác nhé, cảm biến lùi đấy. Đấy, các bác ví dụ lùi những cái cung đường ấy thì nó sẽ cảm biến báo tít tít, các bác nó sẽ an tâm hơn và sẽ an toàn hơn. Đấy ạ. Và đối với cái bản riêng bản G thì nó được trang bị na răng, từ 4 la răng nguyên bản theo xe. Đấy. 4 la răng nguyên bản, còn bản zin thì nó không có la răng, người ta độ thêm thôi. Đây là la răng zin của bản G nhé các bác nhé. À, cái bậc lên xuống thì các bác nhìn ra cái bậc lên xuống này thì nó cứng cáp hơn. Đấy, cứng cáp hơn và nó là bi, vì vậy chống trơn trượt các bác nhé.
về phần nội thất của xe thì em sẽ quay cho các bác về cái phần nội thất của con Innova này. Đây các bác nhìn đây, về phần đây bản xe tắt không taxi dịch vụ gì, mặc lên xuống đây có quả trầm nhé các bác nhé, đây là đầu tư thêm một quả trầm ở đây này, đấy quả trầm nghe nhạc hay hơn, bật lên xuống của Innova đây, cái này là đầu tư dán thêm nhé, bên em đầu tư thêm để cho vừa nó vừa đỡ xước sát này, đấy nó khi các bác trèo lên là nó đỡ xước sát và nó đẹp hơn, đấy kể cả cái đằng sau là bên em cũng đã làm rồi, đấy các bác nhìn đây cái ốp hai cái ốp của Innova đây ạ, đấy về phần tam ni các bác nhìn này, tam ni của nó rất là đẹp, đấy, keo chỉ của nó không mất một phân nào nhé các bác nhé, keo chỉ con xe này nó không mất một phân keo chỉ nào luôn, đấy keo chỉ của xe này không mất một phân keo chỉ nào luôn, đối với cái mẫu xe màu đen này, đấy không mất một phân keo chỉ nào, em quay cho các bác hết keo chỉ để các bác xem tham khảo nhé. Đây cái phần nội thất của các bác xem đây, đấy đối với các bạn bản G thì nó đặt trang bị túi khí, hai túi khí an toàn cũng như là phanh ABS, đấy lắp thêm màn hình đầy đủ hết các bác nhé, đấy, lắp thêm màn hình đầy đủ, hai túi khí an toàn phanh ABS cũng như là hai dàn điều hòa nguyên bản, đấy đấy là cái bản G. Đây ạ, cái phần nội thất đằng trước này các bác nhìn đây ạ. Đấy. Các bác nhìn ra về hoàn toàn là về phần sơn si cũng như nội thất các bác hoàn toàn là không phải làm gì. Đấy. Sơn si nội thất hoàn toàn là không phải làm gì ở cái mẫu xe này. Các bác nhìn đây ạ. Khá là đẹp. Trần bọc ni lông đầy đủ hết rồi. Tắp ni của xe đây ạ, keo chỉ cánh bên phụ đằng trước. Đấy. Không mất một phân keo chỉ nào. Đấy, xe nó hoàn toàn là tương đối sạch sẽ luôn các bác nhé. Xe này thì em đã dọn nội thất sạch sẽ rồi, các bác mua về là hoàn toàn sẵn sử dụng thôi, không phải làm bất cứ cái gì nữa cả. Đây ạ. Tổng thành chưa chi tiết này, quay chi tiết cho các bác nhé. Bốn quả lốp hoàn toàn là hắn còn rất là đẹp, còn tầm 80-90%. Đấy, màu thì màu đen. Đấy. Đây là phần trước và đây là xem quay cho các bác về cái phần máy móc của xe để cho các bác xem và cảm nhận luôn. Đây là cái này cũng có tem này, cái này chăm sóc nội thất này cũng như là phiếu nhắc thay dầu định kỳ này, đấy cái này thì chủ xe người ta cũng rất là cẩn thận và hơn nữa là bảo là mới thay dầu xong nhé các bác nhé, mới thay dầu xong đấy, các bác mua về là hoàn toàn là không phải thay dầu mỡ gì đâu, đấy. Mới thay dầu mỡ xong các bác hoàn toàn là về không phải thay dầu mỡ gì cả. Phần khoang máy của xe đây, đây các bác nhìn ra về phần khoang máy của xe đây ạ. Máy bóc thì em đã dọn rửa sạch sẽ về phần máy móc động cơ. Đấy, các bác mua về là sẵn sử dụng thôi. Chả phải bỏ ra 1.000 nào nữa cả. Em làm hết kiểm tra cho các bác hết rồi. Đấy. Trước khi bán xe cho các bác đều qua kiểm tra và cho nhân viên kiểm tra thử đầy đủ hết từ máy móc động cơ cũng như là chất lượng của xe trước khi giao xe cho các bác rồi. Đấy, các bác hoàn toàn là yên tâm với những cái mẫu xe tại cửa hàng em bán ra. Đấy. Với những cái mẫu xe tại cửa hàng em bán ra là các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Đấy, vừa rồi quay cho các bác về tổng thành chi tiết về cái mẫu xe Toyota Innova với phiên bản G xe gia đình. Đấy, ngoài ra thì cửa hàng bên em còn rất là nhiều những cái mẫu xe phù hợp cho các bác như là dòng Toyota Camry chẳng hạn, dòng Mercedes chẳng hạn, Nissan Terna, BMW. Đấy, và nhiều cái dòng xe phổ thông như dòng xe Toyota Vios. Các bác nào đến tại cửa hàng em thì có thể là rất là nhiều mẫu xe phù hợp cho các bác lựa chọn. Đây ạ, đây, rất là nhiều mẫu xe. Với những cái dòng xe gồ ghề bỏ ra hơn 100 triệu một chút thì cũng, hoặc là tầm 100 triệu một chút cũng có xe. Đây là những cái dòng xe này dành cho các anh đi phượt. Đấy, gầm cao máy thoáng và được trang bị hai cầu. Và mẫu xe Toyota Fortuner. Cái dòng xe này là dòng xe nhập khẩu nguyên trước. Con này thì dòng xe nhập khẩu nguyên trước nhé. Và ra con này là Toyota Vios. Con này thì sản xuất năm 2005. Đấy. Giá cũng hơn 100 triệu, 155 triệu thôi. Đấy. Giá trên là bao gồm phí rút hồ sơ cho các bác trên toàn quốc rồi. Mẫu Acura, cái dòng xe này thì nó là cái dòng xe sang. Đấy, và với phiên bản máy xăng động cơ của nó là 3.7 nhé, giá hơn 400 triệu. Còn Toyota Camry con này 2002. Đấy, 2002 giá 248 triệu. Đấy, Ford Focus thì con này vừa về thì bạn đã được nhận cọc ngay. Hôm nay con này em ở ngoài Hà Long em đã quay cho các bác rồi, em đã nhận cọc của một bác ở khu vực ngoài Bắc này rồi các bác nhé. Và nhiều mẫu xe khác, nếu bác nào quan tâm đến những dòng xe ô tô cũ của bên em thì có thể đến trực tiếp tại salon ô tô số 1 Kinh Môn. Đấy, mua bán trao đổi ô tô cũ các loại ở phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn các bác nhé. Số điện thoại của em là 0829 777 777 nhé các bác nhé. Đấy, địa chỉ rất là dễ tìm,
ngay ngã tư siêu thị Nan Chi Mắc và đối diện với cổng trường phổ thông trung học Kinh Môn 2 các bác nhé. Đấy. Vâng, xin chào và cảm ơn các bác đang theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em Dương Hải Dương nhé.